Chào tất cả các bạn. Các bạn Các bạn đã vào hết chưa nhỉ? Đến thời gian rồi, thì đây là bọn mình sẽ được bắt đầu. Thì là mình xin phép được tự giới thiệu. Bạn đã vào hết chưa ạ? Vâng, thì là mình sẽ được bắt đầu. Mình sẽ được tự giới thiệu, mình là Hoàng Anh, hiện là mình đang là sinh viên học ở Sapporo, thì đồng thời mình cũng là nhân viên của trường Nhật ngữ Sapporo, thì là phụ trách tuyển sinh các bạn học sinh Việt Nam có hứng thú muốn vào du học Nhật Bản. Thì là hôm nay là ở trường Sapporo là có bạn Quỳnh Như, là bạn đã dành thời gian cuối tuần để đến tham dự cùng chúng mình. Thì xin bạn Quỳnh, mời bạn Quỳnh Như tự giới thiệu mình nào. Chào các bạn, mình là du học sinh năm thứ nhất của trường Nhật ngữ Sapporo. Vậy thì là bây giờ mình vâng vậy là bây giờ cho mình xin được hỏi, mình sẽ hỏi là tại sao bạn Như lại chọn trường Nhật ngữ Sapporo làm điểm đến du học của mình nhỉ? Thật ra thì trước khi mà mình có ý định đi du học, mình cũng tra rất là nhiều thông tin ở trên mạng, trên internet này nọ. Thì thời tiết nhiệt Việt Nam dạo này rất là nóng, nên là muốn tìm một cái nơi mát mẻ chút xíu đi để trải nghiệm ấy mà. Thì Hokkaido được biết đến là cái vùng lạnh, khá là lạnh của Nhật Bản. Thì mình có lên mình search thử thông tin về Hokkaido ở trên Google, thì trường Nhật ngữ Sapporo nó lại hiện ra đầu tiên. Mình lít vào xem thử thì học phí ở trường này nó cũng khá là rẻ, mà điều kiện cơ sở vật chất ở đây cũng khá là ok, nên là mình quyết định chọn trường để đi du học. À, hóa ra là như thế à. Thế là vì lý do là vì Hokkaido thời tiết ấm áp là một này. Nói chung là ấm áp không ấm áp mà là mát mẻ hơn so với Việt Nam nhiều là một này. Đây Cái đây. thứ hai là do trường của chúng mình là kiểu học phí cũng rẻ hơn nhiều so với Tokyo và Kansai, đúng không ạ? Vâng, thế thì là như thế nào nhỉ? Thì là bọn mình qua cái thời lực cho bạn Như, chắc bạn là cũng hiểu được là thành phố Sapporo nói chung và trường Nhật ngữ Sapporo nói riêng là có những cái thứ như thế nào rồi, đúng không ạ? Vâng, thì là hiện tại là chúng mình bây giờ từ bây giờ trong buổi hội thảo ngày hôm nay tầm 30 phút thì chúng mình sẽ gửi đến mọi người cái định thu hút của thành phố Sapporo nói riêng và trường Sapporo nói thành phố Sapporo nói chung và trường Sapporo nói riêng để mọi người có thể hiểu rõ hơn về lý do tại sao mà các bạn nên chọn Sapporo là điểm đến du học của cho bản thân mình. Vậy thì bây giờ các bạn có thể đợi mình một lát được không ạ? Để mình chia sẻ tài liệu của ngày hôm nay. Mấy comment cho chúng mình là từng là sinh viên trường này, xong rồi là konnichiwa bằng tiếng Việt này, xin chào các bạn hôm nay xin chào các bạn hôm nay đến tham dự của chúng mình rất là vui tại vì các bạn đã dành thời gian cuối tuần để đến đây nghe buổi thảo online của chúng mình. Thì là chúng mình đã chuẩn bị xong tài liệu rồi, thì xin phép là bây giờ được phép bắt đầu từ bây giờ ạ. Thì là hiện tại là chúng mình đang trực tiếp từ Sapporo, Hokkaido. Sapporo hiện tại đã bước vào những tháng đầu tiên của mùa xuân rồi các bạn ạ. Thời tiết hôm nay khá là ấm áp. Hôm nay lúc mà mình đi ra ngoài trời thì thời tiết là khoảng 20 độ. Thì vào những ngày cuối tuần đẹp trời như thế này thì mọi người thường ra ngoài đi dạo này, mua sắm này, gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia một vài hoạt động thể thao mà những ngày bận rộn trong tuần không có thời gian để thực hiện. Thì như mấy tuần vừa rồi thì mình cũng nói chuyện với bố mẹ và xem ở trên Facebook thì là đợt nghỉ Tết dài lịch sử thì Việt Nam cũng vừa vào hè mọi người nhỉ.
Nghe nói là cả Hà Nội này, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đều đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ cao nhất có lúc vượt ngưỡng 40 độ C. Thì không biết là nơi các bạn sinh sống thì như thế nào nhỉ? Các bạn có thể chia sẻ với chúng mình bằng cách comment và khung bình luận được không ạ? À, có comment đến này Hoàng Anh ơi. Ô Ồ. Phú Yên đến tận 40 độ Ồ, hóa ra là ở Phú Yên cơ. cũng đang 40 độ à? Thế đúng là ở toàn bộ thành phố Việt Nam, ở toàn trên toàn dãy Việt Nam luôn là hiện tại đang là kỳ nắng vô cùng lịch sự đây đúng không ạ? Vâng, thì là bởi vì là mặc dù ở Việt Nam mình tình hình dịch bệnh corona cũng đã ổn định hơn nhiều rồi. Thế nhưng mà vì thời tiết nóng cũng như là tình hình dịch bệnh corona vẫn còn không biết là từ bây giờ sẽ diễn biến phức tạp như thế nào. Nên là các bạn học sinh cũng nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe trong tình hình như thế này nhé. À, thì là bạn nạn để bây giờ để làm dịu đi một chút cái nắng khắc nghiệt của mùa hè Việt Nam thì chúng mình sẽ dẫn các bạn tham quan một vòng quanh thành phố Sapporo của Hokkaido để trải nghiệm không khí mát mẻ của vùng đất được mùa xuân ghé thăm muộn nhất Nhật Bản này nhé ạ. Đứng thứ năm trong top những đô thị lớn nhất tại Nhật và nhiều năm liền được bình chọn là thành phố đáng sống nhất Nhật Bản. Sapporo sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên phong phú cùng cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông công cộng vô cùng phát triển. Các chuỗi cửa hàng, khu vui chơi mua sắm sầm uất dưới lòng đất là một trong những đặc trưng nổi bật của thành phố này. Ngoài ra, hệ thống tàu điện ngầm, xe điện và các tuyến buýt chạy dài khắp thành phố cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển trong cuộc sống thường ngày. Với những tiện ích như vậy thì liệu các bạn có muốn chọn Sapporo để đi tiếp theo trong hành trình của mình không nhỉ? Nhưng mà vừa có một bạn comment cho mình biết là hiện tại ở Vinh đang mới 22 độ và 29 độ thôi. Thế là hóa ra là bọn mình bị cập nhật thông tin hơi muộn à. Mình xin lỗi các bạn nhiều nhé vì mình xem là chắc là mấy hôm trước nóng nóng kỷ lục nhưng mà bây giờ chỉ có tầm 22, 21, 29 độ thôi à. Thế thì thoải mái quá. Thoải mái quá. Vâng, thì để tiếp tục vào trong cuộc hôm nay thì là sau khi giới thiệu về thành phố Sapporo rồi thì là mình sẽ được xin được giới thiệu một chút qua về trường Nhật ngữ Sapporo. Thì là được biết đến là trường Nhật ngữ lớn nhất tại Hokkaido hiện nay với lịch sử 19 năm hình thành và phát triển. Trường chúng mình tự hào là một trong những trường Nhật ngữ được trang bị cơ sở vật chất tốt nhất trong khu vực Hokkaido với các phòng học, thư viện, phòng tự học và hàng loạt những trang thiết bị tiên tiến khác phục vụ trong công tác giảng dạy như trong những hình mà trong slide vừa rồi các bạn đang vừa thấy đây. Thì là ngoài ra, một điểm nổi bật thu hút nữa phải kể đến đó là vị trí vô cùng đắc địa của trường. Tại Sapporo, không thể không kể đến công viên Nakajima và công viên Odori các bạn ạ. Công viên Nakajima là một trong những công viên lớn và đẹp nhất Sapporo. Tại đây, các bạn có thể dễ dàng trải nghiệm vẻ đẹp của cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Và điều tiện lợi nhất chính là trường Nhật ngữ Sapporo chỉ cách công viên Nakajima có 2 phút đi bộ thôi các bạn ạ. À. Mỗi ngày đến trường hoặc tan học, các bạn đều có thể ghé ngang qua công viên, tận hưởng một chút không khí trong lành của thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố. Như trong slide các bạn đang xem đây, đây là những bức ảnh mà các bạn học sinh học ở trường đã chụp. Thế đây là như để sẽ mình có cái từ gì là sống ảo nhà Lưu Như nhỉ. Với những bạn mà thích chụp ảnh sống ảo thì là công viên Nakajima là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời đấy ạ. Thế bên cạnh công viên Nakajima thì một địa điểm vô cùng nổi tiếng khác chính là công viên Odori, là nơi diễn ra lễ hội tuyết lớn nhất Nhật Bản vào mùa đông. Đây cũng là nơi tổ chức lễ hội tuyết lớn thứ ba của thế giới. Có comment đến nữa là Hoàng Anh. Nhớ trường quá à, thầy cô siêu tuyệt vời và dễ thương, siêu cấp vô địch. Lo lắng cho học sinh từng chút một. Ôi, nghe những cái comment như thế này vui ghê luôn á. Đó là với tư cách là một học sinh đang học tại trường thì đọc những cái comment này. Đây là hiện thực đấy các Rất cảm ơn bạn Hoa đã comment cho chúng mình như thế này ạ. Vâng, thì là mình xin được phép giới thiệu hơn là những bạn mình nói là sau công viên Nakajima thì là gần trường cũng có công viên Odori nữa. Công viên Odori là nơi diễn ra lễ hội tuyết lớn nhất Nhật Bản vào mùa đông và là nơi tổ chức lễ hội tuyết lớn thứ ba trên thế giới. Từ trường di chuyển đến đây chỉ tầm khoảng 2 km nên các bạn hoàn toàn có thể chọn cách sử dụng tàu điện ngầm hoặc đi bộ mà không mất quá nhiều thời gian. Thêm một địa danh khác không thể không nhắc đến đó là khu Susukino, nơi được mệnh danh là Shibuya của Hokkaido. Với khoảng 15 phút đi bộ từ trường, các bạn có thể đến được khu vui chơi mua sắm náo nhiệt bậc nhất ở Sapporo này rồi đấy ạ. À, Thì thì cái chính vì lý khu do đó, rất nhiều bạn đang theo học ở trường chọn nơi làm thêm tại Susukino, vừa gần trường lại có nhiều lựa chọn công việc phong phú. Những ngày không có lịch làm thêm, các bạn có thể hẹn nhau đến Susukino để ăn uống vui chơi và giải tỏa căng thẳng sau những ngày học học tập và làm việc. Nghe thấy hấp dẫn phải không nào? à, nhiều comment của các bạn đến quá. Có những bạn đã tốt nghiệp ở trường từ tháng 3 này, ở năm ngoái này. Comment đến nhớ trường. Đọc những cái comment này thật là thích luôn á Hoàng Vâng ạ. Anh. Vâng ạ. Mình rất cảm ơn các bạn là hôm nay các bạn đã tốt nghiệp ở trường rồi nhưng mà vẫn phải dành thời gian vào đây xem buổi online của nhà trường đấy. Thì như các bạn học sinh mà hiện tại đã có nguyện vọng qua học ở trường thì các bạn khi bạn đọc những cái comment này thì cũng có thể yên tâm về chất lượng dạy học của trường là thầy cô và các
khóa trên cũng như là các bạn học cùng trường rất là thân thiện, vui vẻ và là một một môi trường học vô cùng tốt đẹp đấy ạ. Cũng có bạn comment là tốt nghiệp tháng 3 năm 2019 ạ nè, nhưng mà bây giờ vẫn vào xem live của nhà trường như thế này, mình rất là cảm ơn bạn. Thì sau khi giới thiệu về công viên Nakajima, công viên Odori cũng như Susukino là những địa điểm ngay gần trường rồi, thì tiếp đến mình xin được nói kỹ hơn về những cái điều kiện mà nhà trường có thể cung cấp cho học sinh khi mà học sinh học ở trường, cụ thể là giới thiệu nhà ở và việc làm thêm. Thì là chúng mình cũng 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 được nói luôn là một trong những lý do mà Sapporo được bình chọn là thành phố đáng sống nhất Nhật Bản, đó là vật giá và chi phí sinh hoạt ở Sapporo rẻ hơn rất nhiều so với những thành phố lớn khác tại Nhật Bản. Khi đến đây, bạn sẽ được nhà trường giới thiệu cho những căn hộ đầy đủ tiện nghi với mức giá dao động từ 2,5 đến 4 man, khoảng từ 5 triệu đến 8 triệu Việt Nam đồng cho một căn hộ 2 người ở. Đây là mức giá thấp hơn rất nhiều so với mức giá trung bình là gần 7 man, 14 triệu cho một căn hộ một người ở tại Tokyo hay Osaka. Tiếp đến là về công việc làm thêm. Công việc làm thêm thì mình nghĩ là khi mà đi du học Nhật Bản thì chắc là bạn nào cũng khá là quan tâm về vấn đề là xin việc làm thêm như thế nào. Thì là mình cũng xin được nói luôn là trường Nhật ngữ Sapporo nằm trong hệ thống tập đoàn Karabang, là tập đoàn tuyển dụng nhân sự lớn nhất Hokkaido. Hoạt động hỗ trợ việc làm thêm và tìm kiếm việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp cũng được nhà trường hết sức quan tâm và đẩy mạnh. Tính đến nay, trường đã thành công trong việc kết nối hàng trăm việc làm thêm du học sinh, mà nổi bật là các công việc liên quan đến nhà hàng, khách sạn hoặc các nhà máy chế biến ramen và cơm của Sapporo. Thì là như mình thấy trong ảnh thì là ở ngay bệnh bệnh phía giữa ở quán sushi này, thì là có anh của bạn Như, là bạn Như là làm quán sushi được bao lâu rồi nhỉ? Từ khi con nhỏ tính đến nay là mình làm được khoảng 9 tháng rồi đấy. Cái công việc ở quán sushi này là do trường giới thiệu cho mình khoảng tầm 1,5 tháng sau khi mà mình sang đây. Thường thì các bạn khi sang đây á, tầm khoảng 2 tuần thôi là các bạn đã có việc làm thêm rồi, có thể đi làm thêm rồi, nhưng mà riêng đối với mình ấy tầm 1,5 tháng sau mình mới đi làm. Có lý do đấy các bạn, đó là trường giới thiệu quá nhiều việc làm thêm. Trong số những việc đó không biết chọn công việc nào nên đắn đo mãi mới chọn được cái quán sushi này để làm đây. Thế thì lúc mà làm ở đây thì có tấm kỷ niệm là gì vui không nhỉ? Vui lắm. Trước đây, trước khi mà sang Nhật chả có nói được tiếng Nhật đâu. Sau khi mà làm đây này, gặp gỡ những cái anh chị, đặc biệt là những cái quán ăn, những cái nhà hàng như thế này ở Hokkaido thì người già phần nhiều, mình được nghe họ nói những cái câu chuyện về cuộc sống á. Một phần là cũng nâng cao về tiếng Nhật, một phần là mình hiểu thêm về cuộc sống của con người Hokkaido nữa. Cực kỳ là khuyến khích các bạn đến đây làm cho những cái quán như thế này để nâng cao thêm tiếng Nhật nha. Cảm ơn những chia sẻ của Như. Các bạn nghe như thế này thì cũng yên tâm hơn về vấn đề làm thêm ở Nhật rồi đúng không ạ? Bởi vì nhà trường cũng sẽ giới thiệu tận tình những công việc phù hợp với các bạn, nên các bạn không cần quá lo lắng về vấn đề làm thêm tại Nhật đâu ạ. Thì là bây giờ mình đang đọc ở trên phần khung bình luận thì có rất nhiều câu hỏi của các bạn gửi đến. Về phần câu hỏi thì là ở đoạn sau khi kết thúc buổi hôm nay thì sẽ có một phần riêng để trả lời câu hỏi. Nên các bạn mà có câu hỏi thì hãy đợi một lát nha. Lúc khoảng tầm 5 hoặc 10 phút nữa sau khi buổi kết thúc này thì mình sẽ bắt đầu vào phần trả lời câu hỏi sau ạ. Thì sắp đến mình, sau khi mà nghe những lời chia sẻ của bạn Quỳnh Như về về việc làm thêm của bạn, thì mình nghĩ là các bạn cũng muốn nghe kỹ hơn về vấn đề là các bạn học sinh ở trường Nhật ngữ Sapporo có sẽ trải qua một ngày như thế nào. Bởi vì các bạn hiện đang ở Việt Nam cũng không biết là cuộc sống ở Nhật có như thế nào, mọi người khó có thể hình dung được. Vậy nên là nhờ Như là có thể chia sẻ được về một ngày như các bạn nghe được không ạ? Mình thì không học ở trường nên mình cũng không rõ lắm, nên là cái này các thể nhờ Như thôi. Đây thì Như, nhờ mời Như ạ. Cuối cùng cũng có cơ hội để chia sẻ 1 năm học tập tại Nhật rồi. Thật ra thời gian đầu mà khi mới sang Nhật á, ở một đất nước xa lạ nó sẽ có những cái khó khăn nhất định mà mình không thể mường tượng ra trước khi mà mình ở Việt Nam đâu. Tuy nhiên mình sau khi mà trải nghiệm khoảng bao nhiêu ta, khoảng 11 tháng ở tại đây rồi, thì mình cảm giác như là đây đúng là một cái quyết định đúng đắn sáng suốt nhất trong cuộc đời mình thì phải. 1 năm ở đây làm cho mình trải nghiệm trọn vẹn 3 chữ du học sinh luôn. Hóa ra là như thế à. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ nghe kỹ hơn về một ngày của Quỳnh Như là như thế nào nhá. Bây giờ mình đặt câu hỏi cho Như nhá. Giờ học buổi sáng của Quỳnh Như bắt đầu từ mấy giờ Như nhỉ? 9 giờ. 9 giờ à? Thế 9 giờ là muộn hơn rất nhiều so với Việt Nam ấy, thì là Như có cảm thấy có cái gì vui vẻ về cái mình ở buổi sáng mình có thể thoải mái hơn được không, như thế không? Ở Việt Nam thường thường các tiết học bắt đầu lúc khoảng 7 giờ nhỉ. Nên mình đã quen với cái việc mà thức dậy vào tầm khoảng thời gian đấy đấy. Nên là từ 7 giờ đến 9 giờ nó có một cái khoảng thời gian khá khá để mà mình có thể rèn lại những cái thói quen mà trước đây ở Việt Nam mình không có thời gian và thậm chí không có động lực để làm. Thế cụ thể là những thói quen lành mạnh như thế nào nhỉ? Chạy bộ này. Nhưng mà chạy bộ ở đâu? Lúc nãy Hoàng Anh có bảo là ở gần trường có một cái công viên được mệnh danh là công viên lớn nhất ở Sapporo, là công viên Nakajima. Buổi sáng dành khoảng 30 phút mà chạy bộ xung quanh đây, hít thở không khí trong lành đó, thì mình nói thật là cảm giác cả một ngày luôn nó sẽ diễn ra cực kỳ là suôn sẻ. Nghe có vẻ vui quá nhỉ. Thế thì là một tiết học ở trường bắt đầu vào lúc 9 giờ đúng không? Thì tiết học thường thì kết thúc vào lúc mấy giờ như nhỉ? Bình thường một ngày của mình ở trường thì tầm sao mất khoảng 3 tiếng rưỡi, 12 giờ rưỡi trường sẽ kết thúc tiết nhỉ.
Thế thì với cái thời khóa biểu học từ 9 giờ cho đến 12 giờ như thế thì là Như có cảm thấy có điều gì bất tiện không? Bất tiện thì cũng có đấy, có một cái vấn đề duy nhất mà mình hơi vất vả tí xíu, thế là trường thì kết thúc lúc 12 giờ rưỡi, nhưng mà công việc làm thêm của mình ấy cách cái cách trường khoảng 2 km là 1 giờ đã bắt đầu rồi, nên là mình chỉ có khoảng 30 phút thôi để ăn vội bữa trưa ở một cái mini, một cái cửa hàng tiện lợi gần trường ấy các bạn, ăn vội rồi lao ngay tới chỗ làm thêm thôi chứ không có thời gian để làm gì khác cả. Ủa, nghe có vẻ vất vả quá nhỉ. Thế thì về cái lịch làm thêm như thế thì Như có cảm thấy là không hài lòng hay là muốn thay đổi hay là cảm thấy bất bất lợi gì khi mà cho bản thân mình không? À, cũng không hẳn đâu, tại vì việc làm thêm, cái việc học thời khóa biểu học và thời khóa biểu làm thêm luôn là do mình tự chọn. Nên là bạn hoàn toàn có thể chọn một cái công việc làm thêm nó phù hợp nhất với cái nguyện vọng của mình, đồng thời nó phù hợp nhất với cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Nói thế không có nghĩa làm thêm vất vả thật, cuộc sống du học sinh về cơ bản là bận rộn các bạn ạ. Nhưng mà không phải là mình cứ suốt ngày đi làm thêm rồi đi học đâu, mình vẫn có thời gian dành cho bản thân mình nha. À thế à. Thế nhưng mà thực ra là bởi vì là khi mà Như Như thì Như cảm thấy là thực sự như thế thì Như cảm rất là vui. Thế nhưng mà với những bạn mà chưa sang Nhật thì có thể các bạn sẽ cảm thấy là cái thời song biểu này nó hơi bị vất vả quá. Thì là không biết là cái thời khóa biểu mà Như vừa nói là thời của riêng Như thôi hay là thời khóa biểu chung các học sinh khác nhỉ? Cái này là thời khóa biểu của riêng Như thật, nhưng mà hầu hết luôn các bạn du học sinh khác thì về cơ bản công việc, về cơ bản thì cái việc du học nó cũng sẽ xoay quanh hai vấn đề là đi học và đi làm thôi. Mình chỉ cần biết cân bằng cái khoảng thời gian này, cái việc học và việc làm thêm, là về cơ bản là cuộc sống của mình nó sẽ diễn ra rất là thuận lợi, không vấn đề gì đâu. Thế cho mình xin được hỏi là về thời gian dành cho bản thân thì những lúc rảnh rỗi hoặc những ngày làm việc thì là Như thường làm gì nhỉ? Những công việc làm thêm thì Như thường làm gì? Thường thì một ngày của mình sẽ kết thúc lúc khoảng 7 giờ tối, cũng còn khá là sớm ấy, nên là sau khi mà kết thúc việc làm thêm mình sẽ đi dạo một chút xíu, là đi mua sắm này, hoặc là rủ bạn bè ra đi cà phê ăn uống, đạp xe đi dạo một vòng quanh Sapporo. À, có một vấn đề này lúc nãy mình quên chia sẻ với các bạn, đó là trường có một cái ưu đãi cực kỳ tốt cho các bạn du học sinh của trường luôn, đó là có 2 kỳ vào tháng 5 và tháng 10 trường sẽ phát miễn phí xe đạp cho các bạn. Ở Sapporo mà sở hữu một chiếc xe đạp mà có thể đi loanh quanh thành phố ngắm cảnh mà không còn gì bằng luôn ấy. Ôi thế thì tuyệt vời quá nhỉ. Nghe mà mình cũng cảm thấy là rất là cái cuộc sống du học sinh của bạn Như rất là vui đấy. Vâng, thế thì là đại khái là sau sau một ngày của bạn Như như thế thì các bạn cũng đã hình dung được về cuộc sống của bạn du học sinh như thế nào rồi đúng không ạ? Thì hiện tại là mình muốn chuyển một chút câu hỏi về vấn đề tình hình dịch bệnh corona tại Nhật. Thì hiện nay là tình hình dịch bệnh corona tại Nhật đang diễn biến rất là phức tạp và các bạn học sinh cũng rất là lo lắng là không biết là có thể đến Nhật du học được không. Thì không biết là mình muốn hỏi như chia sẻ là hiện tại do vấn đề corona như thế thì việc học tại trường của Như có bị gián đoạn nhiều không nhỉ? Đúng là về ảnh hưởng của cái dịch bệnh Covid ấy, thì hầu hết các trường học trên khắp cả nước Nhật luôn đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Thật ra từ tháng 4 tới nay tầm khoảng 2 tháng là trường tổ chức dạy online ở trên mạng thông qua cái màn hình máy tính như này. Mình học online từ 9 giờ đến 12 giờ rưỡi. Nói học online vậy thôi, nhưng mà nhìn chung thì cái không khí của lớp học ấy bạn, nó không có quá nhiều thay đổi so với bình thường đâu. Mình có bất kỳ những cái câu hỏi nào hay mình muốn giao lưu với bạn bè trong lớp gì thì mình vẫn có thể trao đổi thoải mái thôi. Nghe nói là khoảng cuối tháng 5 này này thì là sau khi chính phủ Nhật gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở các tỉnh thành trên cả nước thì là trường Nhật ngữ Sapporo cũng sẽ tổ chức giảng dạy lại như bình thường. Thật là một tin quá tốt luôn như nhỉ. Quá mừng luôn. Đó, thì là cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của bạn Như. Thì là qua những lời của bạn Như thì chắc là các bạn cũng hình dung được về một ngày của các bạn du học sinh là như thế nào, cũng như là về những cái đối sách mà nhà trường đang đưa ra trong mùa dịch corona. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm và nếu mà những bạn nào có hứng thú thì hãy tìm hiểu thêm nhiều thông tin về trường hơn nhé. À, có một bạn comment ở trên này là bảo mình tốt hồi nãy mình có đọc mình tốt nghiệp tháng 3 năm 2020, à muốn quay lại học thì phải làm sao, bạn Thanh Hoa, nếu được thì bạn Thanh Hoa. Về bạn Thanh về câu hỏi của bạn Thanh Hoa thì là như mình nói lúc nãy là bạn đoạn vào đoạn cuối và lúc vào phần trả lời câu hỏi mình sẽ trả lời. Đây là bạn Hoa đợi mình một lát nhé. Còn những bạn khác, ô cũng có nhiều bạn comment quá là trong cái hình vừa rồi là có bạn học sinh nào à không nhận ra mình trên hình luôn này, không phải có hình chị luôn kìa này. Hóa ra là cũng trong hình này. Rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ hình ảnh nhé. Mình bên nhà trường cũng có nghĩa là thu thập hình ảnh của các bạn học sinh và tạo cái slide này thôi. Không ngờ là có ảnh của các bạn hôm nay cũng tham gia vào như thế này. Trong này có ai chuẩn bị sang không ạ? À? Mình đang cái trường kỳ tháng 7 đang chờ xe. Kỳ tháng 7 siêu cái kỳ tháng 7 này thì là cuối tháng 5 sẽ có kết quả. Vậy nên là bạn Nguyễn Tấn Toàn à, bạn Toàn hãy cố gắng đợi một lát nhận tầm 29 tháng 5 là sẽ có kết quả. Thì sau khi có kết quả mình sẽ thông báo ngay cho bạn để bạn yên tâm hơn. Vâng.
Thì là sau một ngày của các bạn du học sinh Sapporo thì là mình xin phép được nói về tỷ lệ quốc tịch và các hoạt động giao lưu học quốc tế tại trường. Thì nói đến du học, ngoài những giờ tiếng Nhật trên lớp thì hoạt động giao lưu ngoại khóa cũng là một trong những tiêu chí được các bạn học sinh quan tâm hàng đầu. Với tỷ lệ du học sinh nước ngoài chiếm hơn 50%, tập trung ở các nước Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, bọn mình tin đây là môi trường lý tưởng để các bạn có thể giao lưu văn hóa, kết bạn cũng như nâng cao khả năng ngôn ngữ của mình đấy ạ. Thì như trong ảnh các bạn có thể thấy là nào là lễ hội chào học sinh mới này, lễ hội thao này và cả hội Halloween này, có rất nhiều những hoạt động ngoại khóa mà các bạn có thể thông qua đấy kết bạn bốn phương, và có nghĩa là mình trải nghiệm hoạt động văn hóa Nhật Bản cũng như là kết bạn được với những bạn bè đến từ những quốc gia khác nhau. Thì cuối cùng dành cho những bạn đang quan tâm và lo lắng về vấn đề xin visa du học, chắc các bạn không biết rằng so với các thành phố thuộc khu vực Kanto và Kansai thì tỷ lệ đậu visa của vùng Hokkaido thuộc hàng cao nhất ở Nhật Bản. Với 4 kỳ nhập học cố định hàng năm vào tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10, các bạn có thể lựa chọn cho mình khóa học phù hợp từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm. Cả 4 khóa học đều sẽ tốt nghiệp vào tháng 3 hàng năm, cũng là thời điểm khai giảng của các trường đại học và các bạn tại Nhật Bản. Nhà trường cũng có chương trình giảng dạy để hỗ trợ các bạn học sinh có nguyện vọng thi lên cấp học cao hơn sau khi tốt nghiệp. Về các thủ tục đăng ký, thông thường nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ và các loại bằng cấp liên quan khoảng nửa năm trước ngày nhập học. Sau đó, tổ hồ sơ phía nhà trường sẽ tiến hành đối chiếu, kiểm tra thông tin một cách hoàn toàn chính nhất để gửi bộ hồ sơ đăng ký của các bạn học sinh lên cục xuất nhập cảnh. Sau khi nhận được kết quả đỗ tư cách lưu trú và visa, các thủ tục trước và sau khi nhập cảnh của các bạn du học sinh cũng sẽ được nhà trường hỗ trợ tối đa để các bạn có thể làm quen và ổn định cuộc sống ở Nhật một cách nhanh chóng nhất. Thì qua đây là những cái thông tin cơ bản nhất về thành phố Sapporo cũng như là trường Nhật ngữ Sapporo. Thì trước cái buổi hội thảo online này thì chúng mình cũng có phát một cái phiếu khảo sát ở trên mạng để các bạn có thể gửi những thắc mắc của các bạn về cho chúng mình. Thì trong tất cả những thắc mắc đấy thì là chúng mình đã chọn ra 10 câu hỏi được hỏi nhiều nhất để trả lời cho các bạn. Thì là đến bây giờ mình bắt đầu vào phần câu hỏi đây. Thì là trong phần câu hỏi lúc nãy như mình nói là bạn Thanh Hoa có hỏi về vấn đề là bạn đã tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2019 và muốn quay lại học thì phải làm sao? Thì mình xin phép được trả lời Hoa như sau, là chính phủ Nhật quy định rằng du học sinh nước ngoài chỉ được phép theo học ở trường Nhật ngữ trong khoảng thời gian là 2 năm, tối đa là 2 năm. Vậy nên khi mà Hoa đã học khóa 1 năm 3 tháng và tốt nghiệp rồi thì thời gian mà Hoa có thể quay lại Nhật và học ở trường tiếng chỉ là 9 tháng nữa thôi. Thế nên là mình nghĩ là hiện tại là trường Nhật ngữ Sapporo thì không có khóa 9 tháng, nên là rất đáng tiếc phải trả lời Hoa rằng là việc quay lại trường thì hơi khó khăn. Mình rất là xin lỗi Hoa về vấn đề này. À, để về sắp đấy là còn những câu hỏi khác bây giờ mới như có thể đặt câu hỏi cho mình được không ạ? Đây là những câu hỏi mà mình đã tập hợp từ trước khi cái buổi seminar này tổ chức ấy. À, câu hỏi đầu tiên đó là có thể đóng học phí nhiều lần không? Các bạn có hai lựa chọn trong việc đóng học phí. Thì lựa chọn thứ nhất là đóng học phí một năm là khoảng 74 mang, tức là 150 triệu Việt Nam đồng. Với những bạn mà cảm thấy đóng một lần một năm luôn hơi khó khăn và hơi hơi khó để xoay tiền kịp thì các bạn có thể chọn lựa chọn đóng học phí nửa năm là khoảng 36 mang, tức là 75 triệu Việt Nam đồng. Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để các học sinh có thể về việc đóng phí, nhà trường tạo điều kiện tốt nhất, thì các bạn không cần phải quá lo lắng đâu ạ. À, có một bạn vừa mới comment đến là chị ơi vừa đi câu hỏi. Về bạn mà có nguyện vọng muốn học thế này thì bạn hãy gửi tin nhắn trực tiếp vào trong fanpage của nhà trường cho mình, thì mình sẽ gửi các hồ sơ và các gì nhỉ, các hồ sơ và các thủ tục cần thiết để các bạn có thể tham khảo được nhé. Câu hỏi tiếp theo đó là tiền nhà, chi phí điện nước và internet cộng với sinh hoạt phí nó sẽ như thế nào nhỉ? Về vấn đề chắc là nhiều bạn quan tâm thì là mình sẽ được trả lời như sau, là như đã giới thiệu ở phần trước, các bạn học sinh khi đến Nhật sẽ được nhà trường giới thiệu cho những căn hộ đầy đủ tiện nghi với mức giá dao động từ 2,5 đến 4 man, là khoảng từ 5 triệu đến 8 triệu Việt Nam đồng cho một căn hộ hai người ở. Hầu hết các căn hộ đều được trang bị wifi, đồ dùng sinh hoạt như tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng miễn phí. Thực ra là bởi vì là các bạn sẽ có mình được chọn đấy, là mình được chọn căn hộ có wifi hay không, thế nên là sẽ tùy vào nguyện vọng của các bạn học sinh mà nhà trường tìm nhà các bạn. Thì chi phí điện nước dao động khoảng trên dưới một man, tức là 2 triệu Việt Nam đồng. Bên cạnh đó, do vật giá ở Sapporo không quá đắt đỏ nên sinh hoạt phí mỗi tháng thường sẽ ở mức 2 đến 3 man, là khoảng từ 4 triệu đến 6 triệu Việt Nam đồng. Vậy nên với mức làm thêm của các bạn thì là mình nghĩ là việc san sẻ được cuộc sống ở Sapporo cũng không quá khó khăn đâu ạ. Câu hỏi tiếp theo, sau khi tới Nhật bao lâu thì sẽ có việc làm thêm? Các bạn đúng là cũng quan tâm nhiều đến việc làm thêm đúng không ạ? Vì là đối với visa du học, ngay khi đến Nhật bạn sẽ được đóng dấu chứng nhận có thể làm thêm và mặt sau ở thẻ cư trú. Trung bình sau 2 tuần khi các bạn đã hoàn tất các thủ tục ban đầu cho việc cư trú tại Nhật cũng như bắt đầu quen cuộc sống ở nơi đây rồi ấy, thì nhà trường sẽ tiến hành giới thiệu việc làm thêm phù hợp với nguyện vọng và thời gian học tại trường của các bạn. À, có một câu hỏi nữa mà trong 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 cái phần những câu hỏi Q&A mình không có tập hợp đó, đó là
Đối với cái tình hình dịch COVID hiện nay á, thì việc xin xin việc làm thêm ở Nhật nó có khó khăn không hả? Thực ra là với những bạn mà muốn làm về ngành dịch vụ như là nhà hàng với khách sạn thì sẽ hơi khó khăn một chút, tại vì là thực bởi vì là học sinh sinh viên Nhật bây giờ cũng rất là khó khăn vì không có việc làm. Thế nhưng mà nhà thế nhưng sự nghiệp nữ Sapporo còn cung cấp những công việc như là làm việc trong các xưởng chế biến ramen hoặc là xưởng chế biến đồ hộp, thì những công việc đấy mặc dù dịch bệnh corona thì nó vẫn phải tiến hành công việc như thường. Thế nên là với những bạn mà không quá cầu kỳ và không muốn làm dịch vụ mà chỉ muốn làm có việc làm thêm thôi, thì những công việc ở trong xưởng ramen hoặc là xưởng đồ hộp vẫn có, nên là các bạn không cần phải có lo lắng về vấn đề là làm thêm và vấn đề là sang sẽ học phí như thế nào đâu Ok, các bạn đã yên tâm khi tới Sapporo rồi nha, không có thiếu việc làm thêm cho các bạn đâu. ạ. Tiếp theo nữa, việc học lên đại học cao đẳng sau khi tốt nghiệp sẽ như thế nào? Vâng, thì là bởi vì là Hoàng Anh cũng từng học ở trường Nhật ngữ, xong rồi Hoàng Anh tốt nghiệp và Hoàng Anh học học lên đại học rồi. Thế nên là về vấn đề đấy Hoàng rất là kinh nghiệm. Hoàng sẽ trả lời như sau: là sau khi tốt nghiệp thì đối với trường hợp có nguyện học lên đại học thì trong quá trình học tập tại trường cần ôn luyện các môn học để tham gia kỳ thi AJU. Thì AJU là gì? AJU là kỳ thi tuyển sinh đại học tại Nhật dành cho đối tượng du học sinh người nước ngoài. Về chi tiết kỳ thi và cách thức ôn luyện, các bạn học sinh có thể trao đổi trực tiếp với thầy cô để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Bên cạnh đó, đối với trường hợp chỉ có nguyện vọng học lên cao đẳng hoặc trường trường nghề thì không cần tham dự kỳ thi AJU. Tuy nhiên, các bạn phải vượt qua vòng sơ vấn của trường và cần có bằng GLBT tương ứng với yêu cầu mà phía trường đưa ra thì mới có thể học lên được ạ. Cảm ơn anh. Tiếp theo, sau khi tốt nghiệp muốn xin việc tại Nhật thì còn gì? Việc chuyển đổi sang visa lao động có gặp nhiều khó khăn không? Đúng là bên cạnh những bạn học sinh mà muốn học lên đại học thì cũng có những bạn là muốn sau khi tốt nghiệp phải đi làm ở Nhật, phải không ạ? Thì là để giải đáp cho những cái thắc mắc các bạn đấy, thì đầu tiên là các bạn phải có năng lực tiếng Nhật phù hợp với yêu cầu của công việc. Hầu hết các công ty sẽ yêu cầu trình độ tiếng Nhật tối thiểu là GLBT N2 trở lên. Vậy nên trong quá trình học tại trường các bạn hãy cố gắng học tiếng Nhật nhé. Thì bên cạnh đó, một trong những điều kiện cần nhất để quá trình chuyển đổi sang visa lao động được thuận lợi đó là tối thiểu các bạn đã có bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên tại Việt Nam. Ngoài ra, về vấn đề chuyển đổi visa lao động, như mình đã nói trong trong lúc nãy, trường Nhật ngữ Sapporo thuộc hệ thống tập đoàn Karaban, là tập đoàn tuyển dụng nhân sự lớn nhất Hokkaido với kinh nghiệm lâu năm trong việc hỗ trợ người nước ngoài xin visa lao động tại Nhật. Phía công ty sẽ đưa ra những tư vấn hợp lý để các bạn có thể tiến hành thủ tục đăng ký và chuyển đổi visa một cách thuận lợi nhất. Các bạn có thể yên tâm về vấn đề này ạ. Sau khi học xong khóa học của trường, trường có tổng cộng là 4 khóa nhỉ? 1 năm 3 tháng, 1 năm 6 tháng, 1 năm 9 tháng và 2 năm thì mình sẽ đạt được trình độ GPT tầm khoảng bao nhiêu Cái này thì cũng hơi khó trả lời một ạ? chút, nhưng mà nói chung là mình sẽ có sự khác nhau về tùy vào năng lực của từng từng bạn học sinh ấy. Nhưng mà trung bình đối với một bạn học sinh chưa biết gì về tiếng Nhật thì trong 1 năm các bạn có thể đạt được trình độ tối thiểu N3 với khả năng giao tiếp cơ bản. Câu hỏi này hơi riêng tư một chút xíu này. Trong trường hợp của Hoàng Anh thì một trước đó 1 năm ấy thì Hoàng Anh được khoảng bao nhiêu ta? Hoàng Anh thì hơi đặc biệt một chút, nói chung là Hoàng Anh học 1 năm thì Hoàng Anh có N2 và sau 1 năm rưỡi thì Hoàng Anh thi được N1, nhưng mà Hoàng Anh lại ít đi làm thêm, thế nên là Hoàng Anh chỉ học thôi, thế nên là Hoàng Anh thì lại tiến nhanh hơn một chút. Thế nên là với những bạn mà muốn tập trung vào học giống như Hoàng Anh chẳng hạn thì các bạn chỉ tập trung vào học thôi thì rất nhanh, tầm 1 năm các bạn sẽ có được N2 hoặc N1 rồi. Nếu các bạn muốn lấy bằng GLBT nhanh nhất thì hãy học theo cách của Hoàng Anh nha, tập trung vào học tối đa nè. Tiếp đến, trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, khi nào có thể nhập cảnh? Thời điểm này nếu nhập cảnh thì có bị cách ly không? Đây là một vấn đề cũng khá là khó trả lời. Thì hiện tại là ngày hôm kia, ngày 21 tháng 5, thì chính phủ Nhật Bản đã ban hành lệnh gỡ bỏ cấm cho vùng Kansai. Nhưng mà hiện tại là còn vùng Kanto, Hokkaido là vẫn còn đang trong tình trạng cảnh báo khẩn cấp. Tuy nhiên số lượng người nhiễm đã không tăng thêm nữa thì các bạn cũng đừng lo lắng quá. Mặc dù vậy nhưng mà chính phủ Nhật bây giờ vẫn chưa cho phép visa du học sinh được nhập cảnh, và thông tin mới nhất bên mình vừa nhận được là có thể thời gian được nhập cảnh sẽ kéo dài đến cuối tháng 6 đầu tháng 7. Thì là bây giờ bên mình vẫn đang đợi các thông báo mới nhất của chính phủ. Thế nên nếu mà có thông báo gì thì mình sẽ cập lên trên fanpage. Nên là các bạn hãy theo dõi fanpage để biết thêm nha. Nhưng mà để đảm bảo an toàn thì các bạn vẫn có khả năng bị cách ly sau khi nhập cảnh. Thì mình phải như thế. Nhưng mà trong trường hợp đấy thì nhà trường cũng như là đội ngũ staff của chúng mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho các bạn. Các bạn có thể yên tâm và không cần phải quá lo lắng về vấn đề là mới sang Nhật mà lại cách ly thì bỡ ngỡ, khỏi có lo lắng đâu ạ. Câu tiếp theo, nhà trường có những đối sách gì cho việc cho du học sinh trong cái mùa dịch này? Về câu hỏi này thì có thể là nên để cho Quỳnh Như trả lời, tại vì là Như đang học ở trường, thì bây giờ hiện tại nhà trường đang có đối sách gì Như nhỉ? Lúc nãy mình có trình bày qua là 2 tháng này là mình học online, thì đối với cái chương trình học online này gần như nó không có thay đổi gì nhiều so với những cái giờ học bình thường đâu. Và về bước đầu cơ bản thì mình cảm giác thôi nha, là trường nhận được những cái phản hồi rất là tích cực từ các bạn du học sinh học thông qua cái phần mềm tên là Zoom. Thế à, thế à, chắc là các bạn không biết là các bạn
con đã nghe về phần mềm Zoom chưa nhỉ? Thì mình sẽ biết được giới thiệu đơn giản là phần mềm Zoom là phần mềm rất nổi tiếng gần đây và thường được các công ty tại Nhật sử dụng trong các cuộc họp online. Thì là bây giờ khi mà nhận được những phản hồi tích cực từ học sinh như thế thì nhà trường đang xem xét mở rộng chương trình giảng dạy online đến với các bạn học sinh đang có nguyện vọng học Nhật Bản. Cụ thể là với đối tượng học sinh đăng ký du học từ kỳ tháng 10 năm nay, nhà trường sẽ tặng một khóa học online miễn phí để các bạn có cơ hội được trải nghiệm việc học tập 100% với giáo viên người Nhật. Điều này sẽ giúp các bạn bớt bỡ ngỡ cũng như nhanh chóng hòa nhập với không khí lớp học sau khi sang Nhật. Những bạn nào mà có hứng thú với cái chương trình online học cái khóa học online này thì các bạn hãy liên lạc với chúng mình ngay nhé. Tiếp theo, nhà trường thường tổ chức những hoạt động ngoại khóa gì? Như vậy này là những bạn mình cũng đã lúc lớp nãy như cũng đã nói qua về một ngày của bạn học sinh rồi. Bây giờ mình xin được nói cụ thể hơn là ngoài việc học trên lớp, nhà trường cũng tổ chức rất nhiều các hoạt động ngoại khóa như là picnic ngắm hoa anh đào này, tham quan vườn hoa lavender Furano này, tham quan hồ nước xanh Bie này, hội thao này, trải nghiệm kimono, tham quan thị cung ở Otaru, trải nghiệm karate, lễ hội tuyết, vân vân và vân vân. Đây là cơ hội để các bạn học sinh có thể trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, đồng thời đẩy mạnh việc giao lưu giữa các học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Như các bạn xem ảnh thì rất là vui đúng không? Như tham gia hết hoạt động này chưa? Gần như tất cả những cái hình ảnh ở đây mình đều có tham gia rồi đó bạn. Xuân hạ thu đông, bất kể mùa nào cũng có, hoạt trường cũng sẽ có hoạt động cho các bạn tham gia cả. Vâng, vâng. Thế thì các bạn hãy đến với trường mình để có thể tham gia những hoạt động này, trải nghiệm nhiều hơn nhé. Và tiếp theo, Sapporo có những lễ hội sự kiện nổi tiếng nào? Xin mời. Để được mệnh danh là vùng đất của những lễ hội, Sapporo luôn nhộn nhịp quanh năm với những sự kiện theo từng mùa. Thì từng mùa là như thế nào? Thì là vào mùa xuân là có lễ hội hoa anh đào này, lễ Obon này, đại hội marathon này. Đến mùa hè thì có lễ hội Yosakoi Osarang, Sasorang, lễ hội rước kiệu đền Hokkaido và lễ hội bia. Lễ hội bia Garden ở Sapporo là một đặc trưng vô cùng nổi tiếng Hokkaido đấy các bạn ạ. Bên cạnh đó có lễ hội pháo hoa mùa hè nữa, chắc là các bạn cũng đã xem phim mắc thì cũng thấy nhiều rồi. Đến mùa thu thì có con đường ẩm thực tại công viên Odori. Đến mùa đông thì có lễ hội ánh sáng, lễ hội tuyết Sapporo. Thì khi đến với Sapporo, các bạn sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội sôi động tại đây. Nhờ đó mà cuộc sống du học sẽ trở nên thú vị và ý nghĩa hơn rất nhiều. Vâng, qua đây là tất cả câu hỏi mà chúng mình đã tập hợp lại được. Thì không biết là có bạn học sinh nào còn có những thắc mắc nào mà muốn hỏi chúng mình bên hiện tại không ạ? Thì các bạn có thể gửi vào khung chat cho mình sẽ trả lời luôn ạ. Vâng, thế thì bởi vì không thấy có bạn nào comment cả. Thì là hôm nay thì là mặc dù là vào ngày cuối tuần như thế này, nhưng mà các bạn vẫn dành thời gian đến đây tham gia với chúng mình. Thì chúng mình cảm thấy rất là vui. Qua một buổi hội thảo online có 30 phút ngắn ngủi như thế này thôi. Thế nhưng mà đại khái là các bạn cũng đã hiểu được một chút về thành phố Sapporo nói chung cũng như trường Nhật ngữ Sapporo nói riêng rồi đúng không ạ? Nếu bạn nào có hứng thú thì là các bạn hãy liên lạc trực tiếp chúng mình qua fanpage và chúng mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất. Thế này chúng mình phải chờ liên lạc từ các bạn, vậy nên là các bạn hãy liên lạc với chúng mình bất cứ khi nào cần nhé. Vâng, thì mặc dù là vào ngày cuối tuần như thế này nhưng mà các bạn đã dành thời gian để tham gia của chúng mình. Chúng mình rất là cảm ơn các bạn đã đến đây ngày hôm nay. Rồi, nếu mà không có còn câu hỏi gì nữa thì sau cái buổi seminar này nếu các bạn có những câu hỏi gì khác thì có thể gửi sau, bọn mình sẽ giải đáp từ từ cho các bạn luôn ha. Các bạn hãy gửi vào Facebook của trường là Facebook của trường Nhật ngữ Sapporo Langeshi Tenta thì là staff người Việt sẽ trả lời nhanh nhất cho các bạn. Nên là các bạn hãy cứ thoải mái mà gửi các câu hỏi vào cho chúng mình nhé. Vâng, thế thì hôm nay thời gian mặc dù thời gian ngắn thôi nhưng mà rất là cảm ơn các bạn đã đến đây tham dự cùng chúng mình. Có một bạn vừa mới comment vào đây cho mình. Chị ơi. Chị ơi, bạn này đang gõ hay như thế nào này? Không biết là các bạn, những bạn nào mà có câu hỏi mà bây giờ muốn trực tiếp hỏi luôn thì các bạn cứ nhắn vào đây cho mình nhé. Hiện tại có một bạn vừa mới nhắn cho mình là vừa gọi mình xong như thế này thì bây giờ mình phải đợi các bạn ấy nói gì. Bạn Bắp Nướng có đang gõ câu hỏi không nhỉ? Nếu mà bây giờ hiện tại là bởi vì là cũng đã quá thời gian mất rồi, thế nên là với những bạn nào có câu hỏi thì các bạn hãy gửi trực tiếp vào fanpage của nhà trường, chúng mình sẽ trả lời riêng cho các bạn sau nhé. Thì hôm nay nói chung là nói lại một lần nữa là mặc dù thời gian rất là ngắn nhưng mà rất cảm ơn các bạn đã đến đây tham dự cùng chúng mình. Thì là rất mong trong tương lai sẽ có thể được trực tiếp gặp các bạn ở trên Sapporo. Thì mình xin chào các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.